Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, trong tuần này đã có bắt đầu có một vài gia đình đã trở về quê hương. Có những người thì ở ngoài Bắc, hôm qua thì gia đình của Hằng cũng đã đi chuyến xe, thuê một chiếc xe 7 chỗ từ Sài Gòn để đi về quê và phải chạy hơn 30 mấy tiếng đồng hồ mới về tới ngoài Hà Nội. Ngoài ra thì gia đình Tường cũng đã về quê. Và chắc chắn là trong tuần này sẽ có một vài gia đình sẽ trở về quê. Xin Chúa ngày cho chúng ta nhớ đến anh em của mình để cầu thai cho họ trong chuyến đi về bình an. Và đối với người Việt Nam của chúng ta, cái Tết cổ truyền là một cái Tết mà cực kỳ nó có một cái gì đó nó ấn tượng với chúng ta rất là nhiều. Có nhiều quan điểm đặt ra, đó là có nên giữ lại Tết cổ truyền hay không. Với cá nhân của tôi không nói là quan điểm của ai hết, nhưng mà tôi nói với cá nhân của mình, đó là đôi lúc chúng ta có những cái ngày lễ để có những cái cuộc đời, hoặc là có những cái kỷ niệm mà trong những cái kỳ lễ đó hay những cái ngày đó nó ấn tượng với cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng đối với người Việt Nam của chúng ta thì những ngày Tết là những cái cơ hội để gia đình có thể sum họp, nấu những bữa cơm với nhau, rồi nói chuyện với nhau, tâm tình với nhau, chia sẻ với nhau để gắn kết thêm tình yêu của mình. Do vậy, khi mà nói tới một cái năm mới thì có nghĩa là mỗi người chúng ta lại bắt đầu thêm một tuổi. Người thì sẽ già thêm một buổi tuổi. Những em thiếu nhi thì những em thiếu niên, những em ấu nhi thì bắt đầu lớn thêm một tuổi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi nói lên một tuổi thì chúng ta một năm trải qua, chúng ta đối diện với rất là nhiều điều, và đôi lúc chúng ta sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm cho cuộc sống. Do vậy lời của Chúa cho chúng ta biết rằng có những cái thời khắc chúng ta là những người tin Chúa, những người theo Chúa, thì chúng ta không còn trở nên những con đỏ nữa, nhưng chúng ta phải nên trưởng thành. Lời của Chúa thì cũng có lúc cho chúng ta biết chúng ta phải để cái sự sơ học, những cái gọi là những cái bài học cơ bản nhất của người theo Chúa để qua một bên, để chúng ta bước thêm một bước trở nên những người trưởng thành hơn. Giống như một đứa bé khi nhỏ thì chỉ biết bú sữa, rồi thậm chí lớn hơn chút xíu là ăn dặm, có đúng không? Mà ăn bột tán ra xay nhuyễn, rồi bắt đầu lớn hơn chút xíu thì bắt đầu ăn được những thức ăn đặc. Thì cũng vậy, đối với người cơ đốc nhân của chúng ta, không thể nào mà chúng ta đi với Chúa nhiều năm, tin Chúa nhiều năm mà tối ngày cứ uống sữa với lại ăn dặm hoài. Chắc chắn nếu mà chúng ta uống sữa và ăn dặm hoài á, thì chúng ta sẽ không có tốt cho cơ thể của chúng ta, và nó không đủ chất dinh dưỡng để nuôi sống cái cơ thể đó. Cho nên chính cá nhân của chúng ta ngày hôm nay và mỗi người ngồi tại đây là những thành viên của Hội Thánh Yêu Thương, tôi ước mong rằng mỗi người chúng ta sẽ phải trở nên những người trưởng thành trong Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen không ạ? Ai chúng ta amen, chúng ta cùng giơ tay lên nào. Amen. Chúng ta phải làm sao để cho trưởng thành. Nhưng có đôi lúc đó, trong cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta muốn trở nên nó có một cái quy luật mà lạ lắm, tôi không biết thế nào. Nhưng mà những đứa nhỏ đó thì muốn mỗi ngày được lớn lên. Tôi hỏi mấy em thiếu ấu nhi, thiếu niên á, thì lại là muốn trở nên người lớn. Ví dụ như các em, khi mà tôi đi, con tôi lúc mà còn nhỏ khoảng vài tuổi, 2-3 tuổi, 3-4 tuổi, khi mà vào công viên chơi á, thì có những trò chơi á, yêu cầu phải cao trên 1m2, và những em đó phải có những cái trường trò chơi phải hơn 12 tuổi mới được vào chơi những trò chơi đó, và sau đó mua vé vào trong cái công viên chơi, cuối cùng nhìn cái bảng không đủ tuổi, không đủ chiều cao luôn, và các em hối tiếc vì mình không được lớn. Mà lúc bây giờ ước mong làm sao mình ráng cao hơn chút xíu, mình lớn hơn chút xíu để mình chơi trò chơi đó, có đúng không ạ? Thì những em nhỏ nhỏ thì muốn được lớn lên, nhưng mà sau một thời gian không biết gì đó thì có những người ở trong cuộc đời này va chạm nhiều quá thì bắt đầu trở nên những người lớn tuổi, và bắt đầu trở nên những người gọi là những người già. Thì bây giờ vì để những người lớn tuổi thì lại muốn mình quay trở lại thời thơ ấu để trở nên những đứa trẻ. mình suy nghĩ kỹ không ạ? Tức là người lớn tuổi thì lại thích những người con của mình, cháu của mình, những đứa nhỏ đó, nó quan tâm mình, nó chăm sóc mình, nó lo lắng cho mình. Không biết tôi nói ở đây với những người lớn tuổi có đúng không ạ? Có đúng không cô Trang? Rất là thích muốn ai đó quan tâm mình, giống như bây giờ mình trở lại cái thời thơ ấu. Nhưng mà thật sự là của Chúa cho chúng ta biết,
Ngày hôm nay đối với cơ đốc nhân của chúng ta, chúng ta phải đặt cái sự sơ học của Đấng Christ, những cái gì cơ bản nhất chúng ta để qua một bên, và chúng ta phải tiến tới sự trọn lành hơn. Mỗi ngày quý hơi, hãy nhớ là mỗi ngày chúng ta phải được trưởng thành hơn. Ngày hôm nay phải hơn ngày hôm qua, và ngày mai phải hơn ngày hôm nay. Và mỗi ngày khi chúng ta bước đi với Chúa, chúng ta cần phải được lớn lên ở trong cái nền tảng đức tin của mình. Chủ đề trong sáng nay tôi sẽ gửi đến hội thánh của Chúa, đó là chủ đề về nền tảng đức tin. Tại sao? Tại vì chúng ta phải lập nền vững thì chúng ta mới có thể đi lâu, đi xa được. Và khi mà tôi học lời của Chúa, tôi phát hiện rất là nhiều điều. Đó là gì? Đó là chúng ta đôi lúc không được lập nền tốt. Tại sao? Giống như mình xây một cái nhà đó, mà nếu cái khối nhà đó đó mình lập nền, có nghĩa là nền móng của cái căn nhà đó được xây dựng khoảng 4 tầng lầu hoặc 5 tầng lầu, và cái mớ móng của kết cấu của cái nhà đó nó phải chịu tải được 4 hoặc 5 tầng lầu. Nhưng mà do ban đầu kinh tế khó khăn quá hoặc điều kiện không có, cho nên người ta ước lượng là và thiết kế đào móng nó, cái căn nhà nó xây khoảng 1 tầng lầu thôi. Và sau đó do nhu cầu mỗi lúc tăng cao thì cuối cùng người ta cần phải sử dụng 3 đến 4 tầng lầu, thì không thể nào tiếp tục xây trên cái nền móng đó được, nhưng mà phải đập bỏ nó đi. Và rất là nhiều lần ở trong Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng rượu mới á, thì được phải đổ ở trong bầu da mới. Rượu mới không thể nào đổ trong bầu da cũ, vì chính vì bầu da cũ không đủ sức chịu đựng chứa rượu mới, và cuối cùng bầu da bị vỡ ra. Cho nên với cá nhân của tôi và ông bà chị em ta đây, có đôi lúc những nấc thang đầu tiên chúng ta đi với Chúa, chúng ta không được lập nền tốt, và chính vì lẽ đó chúng ta bị gãy đổ ở trong đức tin. Và có một nguyên tắc cơ bản nhất, đó là chúng ta phải làm sao để lập nền lại, hoặc là chúng ta phá đổ nó và chúng ta lập nền lại. Giống như một cái bầu da cần có rượu mới thì phải được làm một bầu da mới thì mới chứa đựng điều đó. Cho nên tôi ước mong rằng những điều Kinh Thánh Chúa dạy chúng ta, nó không thể nào mà chúng ta đi ngược Kinh Thánh lại được. Nhưng mà chúng ta phải làm sao để mỗi ngày chúng ta được sự trọn lành hơn. Và năm mới tôi ước mong rằng tất cả mọi người ngồi tại đây đều phải được trưởng thành ở trong lời của Chúa. Quý vị ơi, khi mà tôi dạy tính lý á, tôi đầu tiên tôi quan tâm nhất đó là mỗi người học tính lý, thảo luận tính lý phải biết dở Kinh Thánh. Tại sao? Tại vì đó là lý do người đó sẽ được trưởng thành ở trong Kinh Thánh. Ông mục sư dạy cũng có thể sai chứ. Cái người thầy dạy đôi lúc cũng có thể sai, tại vì họ dùng những cái chủ nghĩa cá nhân hoặc là những cái kinh nghiệm sống của họ để dạy. Nhưng mà quý vị ơi, lời Chúa là bất di bất dịch. Và khi người nào đó ở trong bối cảnh nan đề, người đó họ có lời của Chúa, họ biết mở Kinh Thánh ra, họ đọc Kinh Thánh, lời Chúa áp dụng cho họ và người đó được thay đổi. Amen. Tôi sẽ có 3 bài học ở trong 3 kỳ chia sẻ. Nhưng sau này chỉ có một câu Kinh Thánh thôi, nhưng mà nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái nức thang cao hơn ở trong lẽ thật của Chúa. Và 3 bài học này sẽ là 3 bài chia sẻ, nhưng mà sau này thì tôi và quý vị sẽ cùng học một phần của ba bài này thôi, tức là một bài. Và chúng ta sẽ cùng đứng lên để chúng ta đọc lời của Chúa. Chúng ta sẽ dở ra trong Kinh Thánh Hebrew đoạn 6 câu 1 và câu 2. Hebrew đoạn 6 câu 1 và câu 2, và mọi người chúng ta sẽ cùng đọc chung những câu Kinh Thánh này. Chúng ta đọc chậm rãi 2 lần, đọc chậm rãi. Chúng ta cùng khởi sự đọc chung. Vậy chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về đạo Đấng Christ mà tiến tới sự trưởng thành. Đừng đặt lại những vấn đề nền tảng nữa, như những sự ăn năn, các công việc chết, đức tin nơi Đức Chúa Trời, sự dạy dỗ về các bắp bắp tem, sự giật tay, sự sống lại từ cõi chết và sự phán xét đời đời. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Vậy chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về đạo Đấng Christ mà tiến tới sự trưởng thành. Đừng đặt lại những vấn đề nền tảng nữa, như sự ăn năn của các công việc chết, đức tin nơi Đức Chúa Trời, sự dạy dỗ về các phép bắp tem, sự giật tay, sự sống lại từ cõi chết và sự phán xét đời đời. Trân trọng cảm ơn Hội Thánh An Toàn. Có những điều chúng ta không cần phải mất quá nhiều thời gian để ngồi mổ xẻ chuyện không đâu ra đâu. Và đối với Chúa, lời Chúa ghi lại đó là những lời rỗng tuếch, chúng ta không cần phải quan tâm. Nhưng mà đối với những người trưởng thành thì Kinh Thánh dạy cho chúng ta ở trong Kinh Thánh mà chúng ta đọc đó, đó là chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học
về đạo Đấng Christ. Những cái gì mà sơ học á, có là những cái gọi là những cái vỡ lòng á, mình để nó qua một bên. Tại sao? Tại vì mình không còn là con đỏ nữa. Ví dụ như một đứa bé chuẩn bị bước vào lớp 1 thì đầu tiên nó phải đọc được các bạn chữ cái. Những cái bài học đó là những cái gọi là gì? Cơ bản và những cái vỡ lòng. Nhưng mà khi mà nó biết đọc rồi thì không cần phải quan tâm cái chữ cái đó như thế nào nữa. Nhưng mà phải biết đọc, biết viết và bắt đầu đọc được những câu đó dạy cho mình điều gì. Thì cơ bản nhất là những người đi với Chúa khi mà trưởng thành á, thì phải bể qua những cái chuyện sơ học. Nhưng mà có những cái điều ở trong cơ đốc nhân của chúng ta trong sáng hôm nay học được, đó là gì? Mà tính tới trong sự trưởng thành, đừng đặt lại những vấn đề về nền tảng nữa. Nhưng mà bây giờ sẽ có 6 điều. Và 6 điều đó được đặt ở trong 3 bài. Để chúng ta sẽ có 3 bài chia sẻ trong cái loạt bài những cái tuần kế tiếp. 6 điều đó là gì? Thứ nhất, đó là sự ăn năn các công việc chết. Thứ hai, đó là đức tin nơi Đức Chúa Trời. Thứ ba, sự dạy dỗ về báp têm. Thứ tư, sự đặt tay. Thứ năm, sự sống lại từ cõi chết. Và thứ sáu là sự phán xét đời đời. 6 lẽ thật này, người trưởng thành phải được tiếp tục mỗi ngày ở trong lẽ thật này. Còn nếu không làm trong 6 điều này thì có nghĩa là người này vẫn là người gọi là gì? Sơ học, sơ cấp ở trong Đức Christ mà thôi, còn đỏ mà thôi. Nhưng người nào làm theo 6 điều này, người đó được trở nên trưởng thành. Và tôi mong rằng với cá nhân của tôi và quý bà em, chị em tại đây, đó là chúng ta sẽ bám trụ ở trong lẽ thật này và chúng ta sẽ học lời của Chúa. Sáng nay chúng ta sẽ học 2 điều thôi, đó là sự ăn năn các công việc chết và đức tin nơi Đức Chúa Trời. Thứ nhất, tôi muốn hỏi quý vị một câu. Công việc chết là gì? Công việc chết là gì? Tôi có thể nói công việc chết là gì không? Ok, công việc chết là công việc không có ý nghĩa đời đời. Hoặc là công việc chết là nó chỉ là tạm bợ. Rồi, một ý rất là tốt. Chúng ta có thể chuyển micro thêm cho phía dưới để... Rồi, ai có ý kiến gì cho biết về công việc chết? Xin mời Triều. Dạ, theo em thì những cái công việc mà liên quan tới những cái làm cho cái linh hồn của mình á, xa cách Chúa, là mình sẽ đi đến cái sự chết, thì cũng có thể được định nghĩa là công việc chết. Ví dụ như là những cái việc mà Chúa nêu ra đó là đang phạm tội, thì đó là những công việc chết. Rồi, dạ. Cảm ơn em. Rồi, ai có cái ý kiến gì cho nói về công việc chết nữa? Xin mời cô Hạnh. Cô Hạnh có công việc chết là gì cô Hạnh? Là công việc chết nghĩa là mình không tìm cái mà học hỏi những điều tốt của Chúa mà làm những điều không theo ý muốn Chúa là công việc chết. Rồi, ok, cảm ơn cô. Mình có thể diễn tả theo một cái nghĩa đen rõ nghĩa hơn. Công việc chết có nghĩa là không phải là công việc sống. Nó chết. Nó đem đến người ta chết. Nó đem đến sự chết. Và hơn thế nữa, đó là đem đến sự chết đời đời. Vậy những cái công việc chết đó là những cái công việc gì? Chúng ta sẽ cùng dở ra trong Galati đoạn 5 từ câu 19 tới câu 21 ghi thế này. Các công việc của xác thịt thật là rõ ràng. Đó là gian dâm, ô uế, buôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, ganh tị, say sưa, chè chén và những việc tương tự khác. Tôi cảnh cáo anh em như đã từng cảnh cáo rằng những ai làm các việc như thế sẽ không được hưởng vương quốc Đức Chúa Trời. Rõ nghĩa hơn cho chúng ta biết trong Galati đoạn 5 từ câu 19 câu 21 đó là những cái tội lỗi, những cái vấn đề mà dẫn người ta đến sự chết về tâm linh và thậm chí luôn chết về thể xác. Và những cái việc đó Phaolô cảnh báo cho chúng ta, hãy nhớ nha, tôi cảnh cáo anh em, và nếu anh em phạm như vậy thì chắc chắn anh em sẽ không thuộc hưởng vương quốc Đức Chúa Trời.
rất là nhiều tín lý ngày hôm nay và rất là nhiều hội thánh trên thế giới đã dẫn người ta đi sai một điều và làm cho nhiều người bị ngủ quên ở chỗ đó là gì? Họ được cứu rỗi một lần là đủ cả. Cho nên họ sống như thế nào mặc kệ, và chắc chắn linh hồn họ được vào nước thiên đàng. Nhưng mà trong Galati ghi lại cho chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta vẫn còn phạm tội, chúng ta gian dâm, chúng ta ô uế, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù án, gây gỗ, ganh ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, ganh tị, say sưa, chè chén và rất là nhiều việc khác tương tự giống như vậy, tôi cảnh báo rằng anh em sẽ không được hưởng vương quốc Chúa Trời nếu anh em phạm vào những tội đó. Và đối với người Cơ Đốc nhân, họ là người sơ học ở trong nước Christ, những người con đỏ trong nước Christ, họ tin Chúa rồi nhưng mà họ còn phạm tội này, họ còn sống say sưa, họ còn sống thù oán, họ vẫn còn gian dâm, họ vẫn còn ô uế, họ cũng buông tuồng, họ thù oán gây gỗ rồi ganh tị, bè đảng, bất bình. Những người như vậy á là những người con đỏ. Nhưng mà những người mà muốn trưởng thành á thì họ phải làm thế nào? Đó là họ phải ăn năn về những công việc chết, ăn năn từ bỏ những cái gì xấu xa trước đây của họ. Khi tôi chia sẻ những người được làm móc tem, những người đồng mình, đồng chấp nhận làm móc tem, và đứng tại bục giảng này, tôi xin thưa quý vị một điều. Trước đây tôi mới tin Chúa, tôi được nhiều anh em dạy mình Kinh Thánh, dạy tinh lý lại, và có rất là nhiều cái gọi là giáo lý tốt chứ không xấu, không xấu nha quý vị, rất là tốt để dạy chúng ta biết trưởng thành ở trong lời Chúa. Nhưng mà sau khi tôi phát hiện ra một điều, không chỗ nào Kinh Thánh bắt chúng ta phải học 13 bài mới được làm mập thêm. Đây là lẽ thật. Khi Philip gặp hoạn quan Ethiopia ở trên đường đi, và sau khi ông cắt nghĩa trong Esai cho hoạn quan Ethiopia xong, và Philip đã nói với chấp sự, Philip đã nói với hoạn quan nền thế nào à? Đó là có gì ngăn cách ông là mập tem. Và nếu ông hiểu lẽ thật đó là gì, Chúa Giêsu đến thế gian này đã chết thay tội cho ông, và nếu ông bằng lòng đồng chết, đồng chôn, đồng sống lại với Chúa Giêsu thì tôi và ông sẽ cùng thực hiện nghi thức báp têm. Và chúng ta biết câu chuyện đã điếp lại trong vụ đó là gì, hạng thân Ethiopia đã được làm báp têm. Tôi nói điều này không có chống nghịch với bất kỳ giáo hội nào cả, nhưng tôi nói ở trên lẽ thật. Cho nên tôi muốn nói với tất cả mọi người người tại đây đó là nếu một người nào hiểu lẽ thật của Chúa, đồng chết, đồng chôn, đồng sống lại với Chúa và thờ phượng Ngài, phục vụ Ngài, người đó đủ tư cách để làm báp têm nước. Amen. Đây là lẽ thật. Và phép báp têm cực kỳ quan trọng. Sau này chúng ta sẽ có 6 phần ở trong cái loạt bài sau. Nhưng mà trước mắt là chúng ta biết rằng chúng ta là người đi với Chúa, đầu tiên chúng ta phải ăn năn những cái công việc chết. Muốn trưởng thành phải ăn năn công việc chết. Ăn năn là gì? Có nhiều người người ta định nghĩa, nhưng mà tôi sẽ định nghĩa cái ăn năn là gì. Ăn năn công việc chết tức là từ bỏ tội lỗi của mình, những cái cũ kỹ của mình, để sống đời sống theo ý muốn của Chúa. Ăn năn là quay trở lại, không phải là hối hận nha quý vị. Hối hận là khác nha. Ăn năn là mình từ bỏ những cái gì cũ kỹ của mình, từ cái suy nghĩ, từ cái hành động, từ cái lời nói cũ kỹ của mình, để quay trở lại, để suy nghĩ, để có những lời nói, có hành động giống như ý muốn của Chúa. Đó là ăn năn. Cho nên mình muốn làm một việc gì đó, mình phải xem xét lại rằng điều đó có phù hợp với ý muốn của Chúa hay không. Tại sao? Tại vì mình muốn được trưởng thành. Mình làm một việc gì đó có phù hợp với ý muốn của Chúa hay không? Và nếu không thì chúng ta mãi mãi vẫn là con đỏ.
Phaolô khuyên chúng ta đó là gì? Chúng ta phải trưởng thành. Chúng ta phải trưởng thành. Đó là ăn năn tất cả công việc chết, từ bỏ tất cả những công việc chết để tiến tới một sự trọn lành hơn. Tôi muốn nói lên điều này để tôi khích lệ hội thánh của Chúa. Đó là trong năm 2024 này, chúng ta, những người ngồi tại đây, chúng ta phải là những người trưởng thành. Amen. Chúng ta không còn là một con đỏ nữa, nhưng mà chúng ta trở nên một người trưởng thành. Một người có thể nhận biết điều nào đúng, điều nào sai. Một người có thể nhận biết là những gì mà là những cái công việc có thể đem cho chúng ta sự sống đời đời, nhưng mà cũng có những công việc làm cho chúng ta chết ở cõi đời đời. Và chúng ta phải từ bỏ nó. Dứt khoát từ bỏ nó. Lẽ thật này là lẽ thật cực kỳ quan trọng cho một đời sống cơ đốc nhân. Đây là một cái nền tảng vững chắc cho đời sống cơ đốc nhân. Giống như trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24 ghi lại cho chúng ta biết. Những người nghe lời Chúa, nghe lời phán của Ngài, làm theo, thì người đó sẽ giống như nhà mình xây nhà mình trên vần đá. Dầu cho có mưa sa, gió lay sự động cũng không hại gì, vì cái nhà đó được lập vững bền. Cho nên chúng ta là những người cơ đốc nhân bước đi với Chúa. Những cái nấc thang đầu tiên của chúng ta bước đi với Chúa cực kỳ quan trọng. Và nếu chúng ta lập nền sai thì chúng ta phải làm sao à? Phải đập hết, đào hết móng lại và chúng ta phải làm lại. Cho nên chúng ta phải xác định rõ là Chúa ơi, con muốn nói với Chúa rằng năm nay con phải là người trưởng thành. Và con phải sống ở trong mức độ trưởng thành đó là gì? Con ăn năn công việc chết. Tôi thường nói với hội thánh của Chúa ở đây rất là nhiều lần. Và đây là một cái lập luận của người ngoại nha. Tôi đã từng đối diện và chứng kiến vào một cái câu hỏi của người ngoại. Một người ngoại họ gửi messenger cho tôi và họ nói Chúa rất là ác. Một người ngoại họ vô thần, họ không tin Chúa, họ nói Chúa rất là ác. Họ chứng dẫn kinh thánh cho tôi. Đó là tại sao Chúa ác tới nỗi mà trong một ngày Chúa đã giết hết những quân đội của Pharaoh ở tại biển đó. Trong khi đó nói Chúa là Đức của Trời tạo dựng nên muôn loài vạn vật, mà tại sao giết hết những người đó? Nếu vì không trưởng thành, vì sẽ trả lời thế nào? Họ sẽ lập luận thêm Chúa rất là ác. Vì trong một ngày Chúa đã dùng một con rắn lửa đã cắn chết rất là nhiều người, mà những người đó là những người Do Thái, những người Israel, con của Ngài. Chúng ta nhớ cái câu chuyện đó không à? Họ nói Chúa rất là ác. Vì sẽ trả lời thế nào nếu vì không trưởng thành? Và tôi muốn đặt một câu hỏi rất là nhỏ ở đây. Mình thử nghĩ, mình suy nghĩ coi. Có đôi lần khi mình gặp những nan đề xảy ra với cuộc đời của mình, vô tình trong suy nghĩ mình hỏi Chúa đang ở đâu trong cuộc đời của con và trong hoàn cảnh đó, có đúng không ạ? Và đôi lúc mình bị gọi là lung lay đức tin. Nhưng buổi sáng nay tôi muốn trả lời cho vị một điều. Thật sự Chúa rất là yêu thương và đấng công chính. Khi chúng ta là con của Ngài, Ngài bảo vệ chúng ta. Và hôm qua trên đường đi, Chúa cho tôi một ý tưởng về hình ảnh của vua David, ông chăn chiên. Và trong cái bối cảnh ông chăn chiên như vậy á, thì ông quan sát và mỗi ngày ông đều muốn đem chiên của ông đến đồng cỏ xanh tươi mé nước bình tĩnh. Ông muốn cho chiên ông uống được như nguồn nước ngon. Ông muốn cho chiên của ông ăn được những đồng cỏ tốt. Nhưng có nhiều con chiên nó ngoan cố, nó bỏ qua những cái gì mà người chăn đã khuyên nó, và nó đã ra khỏi ràng. Và khi nó ra khỏi ràng đó thì bị muôn thú đến tấn công, như là gấu đến để tấn công nó, như là sư tử đến để muốn ăn nuốt nó. Và David đã nhiều lần để đánh đuổi gấu và sư tử, nhưng cũng có đôi lần David đã giành con chiên từ ngay miệng của gấu và sư tử để rứt lấy con chiên đó, không cho phép thú dữ tấn công và ăn nuốt con chiên đó. Nhưng phải hiểu một điều là gì? Cho dù có rứt con chiên ra khỏi mõm của sư tử chăng nữa thì con chiên đó cũng tan nát hết. Con chiên nó cũng bị những cái máu vuốt của con sư tử đó, nó quạm, nó cắn, nó tán, nó làm thế nào đó mà cuối cùng con chiên nó bị thương tích rất là nhiều. Chúng ta học biết lẽ thật ở trong sự trưởng thành. Nếu chúng ta đặt mình ở trong sự bảo vệ của Chúa,
thì Chúa có mọi cách để bảo vệ chúng ta. Nhưng nếu chúng ta tự thoát mình ra khỏi bầy, thoát mình ra khỏi cái sự bảo vệ của Chúa, giống như cái điện thoại mà chúng ta đang xài, nó nằm ở ngoài vùng phủ sóng á, thì nó trở nên cục gạch. Thậm chí nó trở thành máy game để chúng ta chơi thôi, nhưng mà nó không có tác dụng gì cả. Thì cuộc đời của chúng ta, khi mà chúng ta đặt mình ở ngoài sự phủ sóng của Chúa, thì rất là nhiều kẻ thù mê chúng ta lắm, thèm thịt chúng ta lắm, và mọi cách để nó tấn công chúng ta. Đó là chúng ta tự thoát mình ra khỏi bầy, tự thoát mình ra khỏi ràng, tự thoát mình ra sự bảo vệ của Chúa. Và cuối cùng chúng ta phải lãnh cái hậu quả đó. Sáng nay tôi có tâm sự với anh Tâm, là anh Thạnh. Quý vị nhớ nha, đây là lẽ thật của Chúa trong sách Gióp ghi lại. Gióp là một người công chính với Chúa, yêu mến Chúa cực kỳ, và Chúa ban phước cho ông và gia đình của ông rất là nhiều. Và Kinh Thánh ghi lại là trong siêu sơ ông là một người rất là giàu có. Và một ngày kia ma quỷ đến sàng sải và nói với Đức Chúa Trời rằng, tại vì Chúa ban phước cho Gióp cho nên ổng yêu mến Chúa. Bây giờ thử thôi, thử gặp nan đề thôi, ổng có yêu mến Chúa hay không. Và cuối cùng Chúa cho phép. Người nói đúng, ta cho phép. Và cuối cùng Kinh Thánh ghi lại, trong một ngày ổng mất tất cả, mất những đứa con của mình, mất tài sản, mất tất cả, trái nhà cũng mất tài sản thôi, chưa bao giờ mất con. Nhưng mà ông mất tất cả. Và sau cái câu chuyện ở trong sách Gióp, thì Chúa đã phục hồi cuộc đời của Gióp khi ông trọn thành với Chúa. Tôi muốn nói vì ngày ngồi tại đây là những người con đỏ đó, thì ma quỷ nó không có rờ chúng ta đâu. Tại sao? Cho cái cục kẹo là nó ok liền. Con đỏ cho cục kẹo là mừng lắm, cho cục sô-cô-la là nó rất là vui. Nhưng mà đôi lúc người lớn rồi, nó cho cục kẹo, cục sô-cô-la không cần, mà phải cho những cái gì đặc biệt hơn. Và đối với người trưởng thành thì cái suy nghĩ họ khác. Và nếu mà chúng ta đã có quyết định đó là trưởng thành ở trong Chúa, thì tôi cũng nói cho quý vị biết một điều là ma quỷ á, nó sẽ tìm cách để ngăn trở cái điều đó, và tìm một cách để lên án chúng ta nếu chúng ta làm sai. Đó là lý do tại sao nhiều người không ở trong sự trưởng thành được, vì họ không ăn năn về những cái việc mà gọi là sự việc chết. Đừng dạy đi coi bói. Tôi muốn nói với hội thánh của Chúa tại đây là đừng dạy đi coi bói, đừng dạy đi coi tử vi. Đây là những việc mà Kinh Thánh như dạy cho chúng ta biết, đó là sự kinh tởm của Đức Chúa Trời. Tại vì tôi thấy là người Việt Nam mình á, là mỗi gọi là mỗi năm là đi coi bói, đi coi tử vi. Đó là những công việc chết, thấy không? Thờ hình tượng, phù phép, thù oán, coi số, coi tử vi, rồi sinh xăm, rồi đủ thứ các kiểu hết. Và tôi muốn nói với vị hội thánh của Chúa là chúng ta phải là người trưởng thành. Và nếu là cơ đốc nhân, chúng ta phải được là người trưởng thành để Chúa bảo vệ chúng ta. Chúng ta hãy nhớ là chúng ta chỉ có một Chúa để thờ phượng thôi, ngoài Ngài ra không có đứng nào có thể cứu rỗi cuộc đời của chúng ta. Cho nên chỉ duy nhất một Chúa. Muốn trở nên trưởng thành phải đi là ăn năn công việc chết. Chúng ta lặp lại, muốn là người trưởng thành chúng ta phải làm gì à? Muốn làm người trưởng thành thì chúng ta phải làm gì à? Ăn năn công việc chết, từ bỏ công việc chết, thì chúng ta mới được phước và trở nên người trưởng thành. Điều thứ hai tôi muốn gửi đến hội thánh của Chúa, đó là đức tin nơi Đức Chúa Trời qua của Chúa Giêsu. Người trưởng thành phải là người có đức tin nơi Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu. Tại sao tôi nói điều này? Tại vì một người trưởng thành phải là người có đức tin đặt nơi Ngài, chứ không phải là có đức tin đặt nơi Ngài mà đi cầu cạnh nhiều thần khác. Đây là lẽ thật, và đây là nền móng của những người cơ đốc nhân thật sự trưởng thành đi với Chúa. Có những nơi mà chúng ta được phép đi,
được phép đến. Nhưng tôi nói rõ với quý vị một điều là một người trưởng thành, có những nơi chúng ta không được phép đi và có những nơi chúng ta không được phép đến. Vì đó là điều dành cho người trưởng thành. Cách đây nhiều năm về trước, có người đó đến một hội thánh giảng dạy. Và cô làm, cô dẫn chứng một việc, đó là cô đi vào quán bar chơi với những người kia. Cô nói là muốn bắt cọp thì phải vào hàng cọp. Muốn bắt cọp vào hàng cọp. Cho nên vào quán bar để gì? Để có mối quan hệ rồi làm chứng cho những người kia. Tôi không biết thời gian sau này là có bắt được cọp hay là cọp ăn thịt luôn. Nhưng mà nếu mà chúng ta đọc trong Cô-rinh-tô rất là rõ là có nơi chúng ta được phép, nhưng không phải là những sự việc đó có thể bắt phục được mình. Cho nên khi chúng ta đọc lời của Chúa đó, thì là chúng ta phải đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời. Và tôi muốn nói với hội thánh của Chúa trong sáng hôm nay, đó là chúng ta là những người bước đi với Chúa và muốn được trưởng thành. Ở trong cái bước thứ hai này, chúng ta phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Vậy Đức Chúa Trời là ai? Và hãy nhớ một điều là có đức tin nơi Đức Chúa Trời qua cứu Chúa Giêsu Christ. Bây giờ chúng ta sẽ có những phần. Thứ nhất, đức tin nơi Đức Chúa Trời qua cứu Chúa Giêsu. Chúng ta dở ra trong Roma đoạn 10 câu 9. Xin mời ba thi dở dầm câu kinh thánh này. Roma đoạn 10 câu 9 ghi thế nào? Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại, thì anh em được cứu. Có nghĩa là một người muốn được cứu á, thì miệng của họ, lòng của họ phải tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại. Và khi anh em tin điều đó thì anh em được cứu. Đức tin của chúng ta, chúng ta lấy tay chúng ta đặt lên cái ngực của mình. Đức tin của mình phải là đức tin nơi Chúa Giêsu đã từ kẻ chết sống lại. Mà chúng ta tin Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại thì chúng ta được cứu. Amen. Đây là lẽ thật. Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa, không phải miệng không, mà lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời khiến Ngài từ cõi chết sống lại, thì anh em sẽ được cứu. Vậy người nào tin, mở miệng ra nói, nhưng mà lòng chưa tin, thì chưa hẳn được cứu nha quý vị. Có đúng không à? Miệng xưng ra thôi nhưng mà lòng chưa tin, thì chắc chắn chưa có sự đảm bảo để được cứu đâu. Nhưng mà miệng nói ra và lòng tin Giêsu đã từ cõi chết sống lại, thì người đó sẽ được cứu. Cho nên đây là lẽ thật của chúng ta biết một điều, đó là Chúa Giêsu được đến thế gian này và Ngài đã chết và Ngài sống lại. Khi chúng ta nói bằng miệng, chúng ta tin trong lòng, thì chúng ta mới được cứu. Nhưng có những người nói rằng Chúa Giêsu ơi, Chúa Giêsu ơi, Ngài là Chúa của con, nhưng mà lòng chưa tin thì chưa chắc được cứu. Vì không tin những đứa bé mà ở gọi là những đứa bé gọi là con đỏ đó, hay mình nói là những đứa thiếu nhi á, vì cầm cục kẹo vì cho nó, cục sô cô la vì cho nó, một miếng bánh vì cho nó. Vì sẽ nói rằng con ơi lập theo tôi, lập theo ta. Nói theo là nó sẽ nói theo luôn. Tại sao? Tại đó là con đỏ. Mình cho nó một hộp sô-cô-la luôn, bảo đảm luôn là mình nói, kêu nó nói gì nó nói nấy luôn. Để chi? Để nó nói, để nó được cái hộp sô-cô-la đó. Nhưng mà chưa chắc lòng nó tin à. Vậy những người đi theo Chúa trưởng thành thì ngoài việc xưng bằng miệng, nhưng mà lòng phải tin. Cảm ơn Chúa vì hội thánh của Chúa có rất là nhiều người mới tới đây. Và tôi muốn nói với hội, quý vị hội thánh của Chúa tại đây là ngoài việc chúng ta xưng bằng miệng, lòng chúng ta phải tin Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc, Chúa Giêsu là chết từ cõi chết sống lại, quý vị mới được cứu nha. Rồi, ý thứ hai, chúng ta phải tin Chúa Giêsu là đấng đã chết trên thập giá vì tội của chúng ta. Chúng ta sẽ có trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 21 ghi thế này: Ngài sẽ sinh một con trai
ngươi hãy đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 21 ghi thế này: nàng sẽ sinh một con trai, ngươi hạt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Cụm từ danh Giê-xu có nghĩa là đấng cứu chuộc, đấng cứu mình ra khỏi tội. Cho nên khi miệng ai nói về Giê-xu thì có thể hiểu một điều là Chúa Giê-xu là đấng cứu cuộc đời của mình ra khỏi tội lỗi. Vì chú ý thế này, không có một giáo chủ nào, không có một tôn giáo nào có quyền để cứu tội người ta hết. Chỉ có Chúa Giê-xu mới là đấng có thể cứu tội người ta, xóa tội người ta, trở nên trắng tội mà thôi. Những người mới ngồi tại đây hãy nhớ trong sư tử một điều là không có một giáo chủ nào, không có một tôn giáo nào có thể cứu người ta. Chỉ có Chúa Giê-xu danh của Ngài mới có thể cứu rỗi cuộc đời người ta mà thôi, và xóa tội người ta khi người ta thuộc về Ngài. Khi tôi dạy tinh lý, tôi không nói cho người đó biết rằng tôi dạy anh về tôn giáo. Tôi không dạy về tinh lành, tôi không dạy về Phật giáo, tôi không dạy về Cao Đài, tôi không dạy về Công giáo, vì tất cả tôn giáo không cứu người ta. Nhưng tôi dạy về Chúa Giê-xu là đấng cứu cuộc đời của anh và chị mà thôi. Amen không ạ? Cho nên bây giờ có nghe cái lỗ tai mình, hôm nay ông này, hôm nay tổ chức này, hôm nay cái giáo hội này, hôm nay cho... Vì những cái giáo hội đó là giáo hội sao à? Là công việc con người. Nhưng mà cái việc quan trọng nhất là Chúa Giê-xu đến thế gian này để cứu rỗi cuộc đời của chúng ta. Và Chúa Giê-xu chết thay cho chúng ta. Tên Ngài là Giê-xu, vì tên đó, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình, sẽ cứu chính tôi, sẽ cứu ông bà tại đây ra khỏi tội. Tôi sẽ làm chứng vị xem một bài chia sẻ ngắn. Một người có tội tự nhiên hết tội. Một tử tù bị kết án là tử tù, nhưng cuối cùng được tòa tuyên án là gì? Được là xóa tội và nói rằng người này vô tội. Vì nghĩ người đất nó mừng không? Rất là mừng. Khi mà hai vợ chồng tôi đi công tác nước ngoài, gặp chứng kiến một cái anh đó, anh đến trong mũi nhóm đó, và nó làm chứng là anh bị tù oan hơn 10 năm vì phạm tội giết người. Và cảm ơn Chúa, sau hơn 10 năm đó, Đức Chúa Trời đã dùng một người luật sư không quen biết đã cãi cho anh, đã biện hộ cho anh, và cuối cùng anh ra khỏi tù. Lúc tuổi trẻ, làm chứng là lúc ở tuổi trẻ, anh chơi với một nhóm bạn, và trong cái nhóm bạn đó khoảng hình như 6 người, và trong nhóm bạn đó thì những người bạn này họ đi về, thì anh và những người bạn đi về cùng nhóm người trên xe đó. Thì sau cái chuyến xe đó họ đi đến một cái nơi sao á, thì xảy ra một sự xô xát, và cuối cùng cái nhóm bạn đó, nhóm mà đi trên xe đó, còn bạn ảnh và một số người đi về, thì những bạn trên xe đó dùng súng bắn người ta chết, xô xát và bắn người ta chết. Và sau đó không biết thế nào ấy, những người đó bị bắt. Và người đó bị bắt á, họ mới vào trong, không biết lấy lời khai hay sao, họ mới khai ra anh này cũng trong nhóm đó. Và cuối cùng cảnh sát, police đã bắt anh luôn, và cuối cùng đưa vào trại giam. Và anh nghĩ rằng không có, anh là một người công nhân, cha mẹ rất yêu mến Chúa, nhưng mà do giống như đời sống bê tha trước đây và không yêu mến Chúa, cho nên là sống với những cái thành phần xã hội xấu á. Sau đó thì anh chờ, và cho đến một lúc là tòa kêu án tử hình. Và dường như cuộc đời anh bắt đầu đi vào bế tắc. Và cảm ơn Chúa, sau thời điểm đó anh làm chứng rằng Chúa dùng một người nghe được câu chuyện của anh, cái người luật sư này vô danh, cái là không có nổi tiếng luôn, và đồng ý để biện hộ cho anh, không có tiền bạc gì cả, đứng ra biện hộ cho anh ở bên Mỹ. Và cảm ơn Chúa một điều là Chúa làm sao á, thì cuối cùng cái người luật sư này biện hộ và họ đã thắng. Và cảm ơn Chúa là sau 10 năm tòa tuyên án anh vô tội và thả anh ra tù. Bây giờ thì nghe nói là họ đang làm thủ tục để giống như đền bù á, trong 10 năm, hơn 10 năm bị gọi là bị giam ở tù quan ở trong ngục. Nhưng mà cái người luật sư biện hộ cho anh,
một người vô danh tiểu tốt, tự nhiên cả nước Mỹ đều vì biết cái luật sư luôn, tại vì đã cải thắng cho cái trường hợp của anh, dường như là không thể nào thắng được, tại vì không có tiền bạc gì cả, nhưng mà người này đã cải và bị ngộ và thắng. Và anh bây giờ dùng sứ mạng của mình và đi đến mọi hội thánh để làm chứng về cuộc đời của mình. Một người dường như đã chết và cuối cùng Chúa đã cứu anh. Và bây giờ anh nói là bây giờ tôi muốn đi đến mọi hội thánh để chỉ làm chứng về cuộc đời của mình được Chúa cứu mình như thế nào thôi. Cho nên cái thái độ của những người mà đi với Chúa đó, họ trưởng thành đó, họ biết được Chúa đã tha tội họ, cứu họ ra khỏi cuộc đời này, thì họ lúc nào sao à cũng muốn nói về Chúa hết. Giống như là tự hào về Chúa của mình, nói về Chúa. Người trưởng thành ngoài việc ăn năn cái công việc chết ra thì người đó phải sao à tin Đức Chúa Trời là đứng có quyền năng đã sai Chúa Jesus đến thế gian để cứu chuộc nhân loại. Và điều thứ ba, tin Chúa Jesus đã sống lại từ cõi chết và hiện nay sống lại ngồi bên hội Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta. Trong Roma đoạn 14 câu 8 câu 9 như thế này: vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Cho nên dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Chính vì vậy mà Đấng Christ đã chết và sống lại để làm Chúa của kẻ chết lẫn người sống. Chúng ta sống không phải là chúng ta sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong chúng ta. Và chúng ta sống là sống cho ai? Sống cho Chúa. Nhưng mà chết là chết cũng sẽ chết cho Chúa. Tôi nghĩ rằng chúng ta muốn được trưởng thành thì chúng ta phải sống cho Chúa và chết cho Chúa. Và điều cuối cùng đó là chúng ta tin sự tha tội chỉ được tìm thấy trong Chúa Giêsu ở trong Ê-phê-sô 1 câu 7. Vì trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài. Vì trong Chúa Giêsu, vì trong Đấng Christ chúng ta cứu chuộc bởi huyết của Ngài. Không có sự đổ huyết thì không có sự chuộc tội. Và ở trong Đấng Christ chúng ta được cứu bởi huyết của Ngài. Chúa Giêsu đã đổ huyết ra để cứu chuộc đời của tôi, cuộc đời của anh Giáp, một sư Ngọc, rất là nhiều người ở tại đây, vì huyết của Chúa đổ ra cho chúng ta. Trong năm 2024 này, tôi muốn xác định lại đức tin của mỗi người chúng ta ngồi tại đây. Và chúng ta phải sống ở trong lẽ thật này. Đó là bám trụ trong lẽ thật của Chúa. Sẽ có rất là nhiều lời chào mời quý vị, và những tín lý đưa ra cảm thấy vui lắm, cảm thấy phước hạnh lắm. Nhưng mà tôi muốn nói quý vị rằng trong tất cả các lẽ thật mà Chúa dạy cho chúng ta biết, đó là nếu chúng ta muốn sống một cách nhân đức trong Đức Chúa Jesus Christ thì người đó phải chịu sự bắt bớ. Rồi có trong cái lẽ thật của Chúa cho chúng ta biết là chúng ta muốn trưởng thành trong Chúa là chúng ta phải ăn năn công việc chết không thôi, nhưng mà chúng ta phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời của chúng ta. Có đức tin nơi Đức Chúa Trời là sao? Là tất cả những gì chúng ta tin đặt trọn nơi Ngài. Không có cớ mà chúng ta vừa tin nơi Chúa, nhờ cậy nơi Chúa mà lại nhờ cậy người khác. Đức tin nơi Chúa cực kỳ quan trọng cho kết quả của chúng ta. Đức tin nơi Chúa sẽ giữ chúng ta đi ở trong hành lang của Chúa, trong bảo vệ của Chúa, trong bản lề của Chúa, và thậm chí thế hệ con cháu chúng ta cũng sẽ ở trong đường lối kính sợ Ngài. Nhưng nếu chúng ta không có đức tin nơi Chúa, vừa nắm lấy Chúa nhưng mà vừa làm theo ý của mình, thì quý vị ơi, tai hại vô cùng. Để kết thúc bài chia sẻ này, tôi kể về một câu chuyện trong Kinh Thánh, đó là Abraham. Ông yêu mến Chúa lắm. Ông nghe thấy tiếng gọi của Chúa để đi theo Chúa. Cho đến mãi gần 100 tuổi, Chúa hứa với ông là ta sẽ cho con
có con, dòng dõi con như sao trên trời, như các biển đông. Ông thì gần 100 tuổi, vợ á, thì được gần 90 tuổi. Chờ hoài, chờ mãi, Chúa hứa với ông là sẽ có con. Rồi con của con á, thế hệ con cháu con như đống như sao trên trời, như các biển đông. Mà cuối cùng thì sao à? Chờ hoài không thấy, chờ mòn mỏi luôn. Và cuối cùng, vợ á, của ông á, nóng ruột quá, mới đưa con đòi tới. Thôi, đỡ đi. Và cuối cùng Kinh Thánh ghi lại là ông ở với một người nữ tỳ, một người hầu gái, và cuối cùng thì sanh ra một người con tên là Ít-mơ-ên. Ít-mơ-ên cũng là con của Abraham. Và sau đó Kinh Thánh theo lời hứa của Ngài, Ngài đã ban cho Abraham có một đứa con được ra đời, đó là Isaac. Và nếu, câu hỏi đặt là nếu Abraham không ở với con đồi để sanh Ít-mơ-ên ra, thì tôi nghĩ ngày hôm nay nhân loại rất là phước hạnh. Nhưng mà vì cớ ông cũng tin cậy Chúa là Chúa cho ông có con, nhưng cuối cùng thì vợ ông đưa đến một người hầu gái, và ông ở với người hầu gái sanh Ít-mơ-ên. Và cho đến bây giờ quý vị biết Ít-mơ-ên là ai không? Ít-mơ-ên là tổ phụ của khối Hồi giáo. Và cứ tranh giành cái vùng đất thánh, rồi cứ đánh hoài, đánh mãi, đánh mấy ngàn năm rồi cho đến bây giờ vẫn còn đánh. Dòng chính và dòng phụ nó cứ choảng nhau hoài như vậy. Và thậm chí cho đến bây giờ vẫn không yên. Đó, mình thấy Hồi giáo vừa rồi đánh bên khối gọi là giải Gaza đó. Và rồi tôi mới nghe được ở tại Ai Cập luôn, cái kênh đào Suê á, là chỗ mà người ta giao thương với nhau á, là bây giờ đánh tiếp ở đó nữa. Cho nên là bây giờ đường, những cái tính vậy là con cái kênh đào đó, mình muốn đi qua hàng hóa qua Mỹ, qua khối châu Âu phải đi qua con kênh đào đó. Mà bây giờ con kênh đào đó nó đang đánh ở đó, cho nên là tàu bà không dám đi, lỡ lạc đạn sao. Cho nên là tàu bà phải đi chỗ khác. Hồi trước đây tiền logistics nó chỉ khoảng 1,000 mấy, 2,000 đô một container thôi, nhưng bây giờ phải hơn 4,000 đô để mà đi một container. Giá cả vật chất tăng và rất là nhiều, bây giờ xảy ra rất là nhiều điều. Nó không phải là một chuyện gọi là đánh có 1-2 năm đâu, hoặc là đánh 1-2, 20 năm đâu, cái thế hệ đó thôi. Mà bây giờ đánh từ cái thời mà gọi là thời cổ chí kim mấy ngàn năm, bây giờ vẫn còn đánh. Tôi muốn nói lên điều này, đó là gì? Đức tin đặt trọn nơi Ngài. Đôi lúc mình cứ thích làm theo cái đức tin của mình nghĩ là đúng, và cuối cùng nó sản sinh ra rất là nhiều cái phức tạp. Đôi lúc nan đề nó không phải xuất phát từ việc người ta tác động đến, nhưng mà đôi lúc tự nan đề chúng ta sản sinh ra. Và cuối cùng mình nói với Chúa ơi, sao con khổ quá. Có nhiều người cho mượn tiền, cuối cùng Tết rồi không lấy được. Chúa ơi khổ quá Chúa ơi. Tôi nhớ cách đây không lâu có một người gọi điện thoại, một siêu hùng, bây giờ người ta đang thiếu tiền, tôi bây giờ có cách nào đi đòi nợ không? Tôi nói tôi đâu có phải đi đòi nợ đâu. Rồi họ nói tôi ông một siêu hùng đây đòi tiền thì hay quá, có cách nào tôi đòi tiền không? Rồi tôi hỏi bây giờ chị cho mượn tiền, người ta chỉ có hỏi Chúa ơi có nên cho người này mượn tiền không? Và cuối cùng á, họ bị mất mấy trăm triệu. Họ nói cái số tiền đó tôi dành dụm biết bao nhiêu năm tôi mới có được, tôi giúp cho người ta, cuối cùng bây giờ mất tiền luôn. Cái nan đề đó đôi lúc không phải từ ai mà do chính mình thôi. Và đôi lúc đức tin của chúng ta không đặt trọn nơi Chúa và làm theo bên riêng của mình, và cuối cùng nan đề xảy sinh ra nan đề. Và trong năm mới này tôi khích lệ thánh của Chúa, hãy đặt trọn đức tin mình nơi Chúa. Và tôi nói chuyện với một anh mục sư, anh nói với tôi là không có một người giám đốc nào, không có một ông chủ nào mà trả lương cao như Chúa của chúng ta hết. Amen không ạ? Và có điều đặc biệt là Chúa sẽ không bao giờ chịu thua bất cứ ai. Vì hãy nhớ điều này nha. Tôi có một cái quan điểm là bây giờ lỡ rồi, con làm cho Chúa, hy sinh cho Chúa, và con quyết làm theo Chúa để coi xem Chúa có chịu thua hay không. Nhưng mà tôi dám bảo đảm với lần Chúa sẽ không bao giờ là chịu thua bất cứ ai. Giống như mà mình gọi là mình thí mạng cùi cho Chúa đó. Tôi nhớ có một bài hát á là vác thập mình theo Chúa, vác thập tự giá đó, tức là liều mình theo Chúa.
liều mình theo Chúa, xăm mình theo Chúa. Ta xăm mình là xăm thôi, còn liều luôn, xăm chưa bằng liều luôn. Cho nên mình đi với Chúa phải liều mình theo Chúa. Cảm ơn Chúa, buổi sáng nay tôi muốn nói một điều là cảm ơn thầy Ngọc rất là nhiều. Tại sao quý vị không? Tôi với một thầy Ngọc, một sư Ngọc ở đây có những người kỷ niệm. Tôi với ông không có thân đâu, nhưng mà có một cái câu chuyện mà cho đến bây giờ hai vợ chồng tôi vẫn được nhắc lại. Khi mà chúng tôi ở trong bờ vực gọi là khó khăn, tiền bạc không có, mấy một số tiền nhỏ thôi mà bà xã tôi lúc bây giờ Minh con trai tôi được vài tháng á, phải mua một bó rau ăn nhiều ngày. Mà buổi tối đó khi chúng tôi không còn gì cả, thầy Ngọc đến và gửi tôi một cái lớp gift rất là nhỏ thôi, gửi tặng hai vợ chồng tôi. Lúc đó là tôi là gọi là cơ hàng á, là tiền bạc không có, đang nợ đần luôn rồi, nợ mà nợ bao dây luôn á. Quý vị ơi, tôi đã từng bị thiếu nợ, tôi đã từng bị chủ nợ dí, và thậm chí tôi đã từng bị trốn nợ. Ai hiểu cái từ trốn nợ không? Để đứng ngày hôm nay là tôi phải liều mình theo Chúa mới được vậy. Tại sao ta? Tại vì mình liều theo mình với Chúa, Chúa đâu có cho mình gọi là Chúa đâu có gọi là để cho mình thiệt hồi đâu. Năm mới liều mình theo Chúa, đức tin đặt, không phải đặt nơi người này, đặt nơi người kia, đặt nơi người đó, nhưng mà mình đặt hoàn toàn nơi Chúa. Amen. Mình đặt hoàn toàn nơi Chúa. Và khi mình đặt hoàn toàn nơi Chúa, Chúa sẽ là Đức Chúa Trời ban phước cho mình. Thứ nhất, ăn năn công việc chết, những cái gì tội lỗi á, bỏ nó qua một bên đi, những gì xấu xa để nó qua một bên đi. Và không phải tôi cảnh cáo đâu, nhưng mà follow cảnh cáo, tiếp tục sống ở công việc chết á, thì liệu hồn liệu hồn khỏi lên thiên đàng đi, ở địa ngục mãi mãi đấy. Hoàn toàn không có chuyện mua bùa để sao mà cứu người đó. Hoàn toàn không có chuyện cầu siêu cầu âm cho người đó, bỏ ra một số tiền cho ai đó để cầu cho người đó lên thiên đàng. Xuống dưới là kinh khiếp lắm quý vị ơi. Sẽ không có cơ hội lần thứ hai cho một người nào phạm tội chưa kịp ăn năn mà xuống địa ngục. Đừng bị ru ngủ bởi những lời rỗng tuếch dạy chúng ta, đó là gì? Có đôi lúc thôi bây giờ mình thoải mái đi, rồi trước khi mình chết mình ăn năn với Chúa cái được cái lên thiên đàng. Ôi kinh khủng lắm. Thậm chí tôi biết là có những người đang làm gì bị điện giật cái chết, chưa kịp ăn năn luôn. Ăn năn kịp không? Giật cái tay rồi lên luôn, sao mà kịp ăn năn? Không biết có lên mà đi xuống dưới kia kìa. Mình không biết ngày mai sẽ đi thế nào, cho nên phải ăn năn công việc chết mỗi ngày. Và đặt đức tin vào nơi cứu Chúa Giêsu của chúng ta là đứng có quyền để tha tội cho chúng ta và cứu chuộc cuộc đời của chúng ta. Vì chúng ta sẽ đứng lên và chúng ta sẽ cầu nguyện. Xin ban thờ vẫn giúp đỡ cho chúng ta tiếp tục. Chúng ta cầu nguyện cho lời Chúa buổi sáng này. Sau giờ này chúng ta sẽ dự tiệc thánh. Chúng ta sẽ có thời gian để chúng ta sẽ hướng lòng về Chúa, sẽ cầu nguyện trong giờ này. Ăn năn về công việc chết, ăn năn về tội lỗi của mình, ăn năn về những gì trong ngày qua, những năm tháng qua mình không yêu mến Ngài và sống đúng lời của Ngài. Ăn năn về những cái tội lỗi mà trước đây mình không từ bỏ nó để mình được phước. Ăn năn về những gì mà đôi lúc cuộc đời của chúng ta làm cớ vấp phạm cho nhiều người. Chúng ta đến với Chúa và tôi muốn tất cả mọi người ngay tại thì giờ này sẽ dành ít phút để cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.